Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì chân như mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng vì thánh đế khổ mà tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thánh đế tập diệt đạo mà tu bát nhã ba la mật đa. Này này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì bốn niệm trụ mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì bốn tịnh lự mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì bốn vô lượng bốn định vô sắc mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì tám giải thoát mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì pháp môn tam ma địa mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì pháp môn đà la ni mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì pháp môn giải thoát không mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì năm loại mắt mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì sáu phép thần thông mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì mười được phật mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì pháp không quên mất mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì tánh luôn luôn xả mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì trí nhất thiết mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì quả dự lưu mà tu bát nhã ba la mật đa cũng chẳng vì quả nhất lai bất hoàn a la hán mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì quả vị độc giác mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì tất cả hạnh đại bồ tát mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát chẳng vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật mà tu bát nhã ba la mật đa